Cảnh sát Australia cho biết bọn lừa đảo tự xưng là nhà chức trách từ Trung Quốc đã kiếm được hàng triệu đô la Mỹ tiền chuộc bằng cách khiến cho sinh viên sợ hãi và phải giả vờ mình đang bị bắt cóc để người thân gửi tiền. Chúng đe dọa gây hại cho thành viên gia đình ở Trung Quốc, trừ khi những sinh viên này chụp một bức ảnh khiến các em trông như bị bắt cóc. Sau đó chúng yêu cầu các em tự nhốt mình trong phòng khách sạn, tắt điện thoại, ngừng mọi liên lạc. Một số sinh viên bị ép phải làm clip giả vờ bị trói và bịt mắt, yêu cầu